Ngô Kiến Huy bị bạn gái đánh nhập viện trong siêu phẩm mới. Mới đây trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy đăng tải trailer của bộ phim Em là của em sẽ ra mắt khán giả vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Đáng chú ý, Ngô Kiến Huy đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim này khiến nhiều người thích thú. Sau khi dành phần lớn thời gian cho việc làm MC và kinh doanh, Ngô Kiến Huy vừa đánh dấu sự trở lại bằng MV Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay. Trong MV này, chàng Bắp cũng đảm nhiệm vai nam chính với nhiều diễn biến cảm xúc. Sắp tới đây, người hâm mộ sẽ được đón nhận một tạo hình Ngô Kiến Huy mới khi anh tham gia vào bộ phim Em là của em của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Qua trailer có thể thấy, vai nam chính mà Ngô Kiến Huy rơi vào tình yêu sét đánh từ thời cấp 3. Tuy nhiên, trên con đường chinh phục trái tim người thương, vô vàn những tai nạn trời ơi đất hỡi ập đến khiến anh chàng bao phen bầm dập. Ngay lúc mọi ngả đường và trái tim người yêu trở nên bế tắc, Khả Như bất ngờ xuất hiện và ra tay giúp cậu em thân thiết. Một kế hoạch cầm cưa đã nhanh chóng được lập ra. Hiện tại, nhà sản xuất Em là của em vẫn chưa tiết lộ thêm bất kỳ nội dung nào xoay quanh câu chuyện chính. Không chỉ có thế, ngay trên teaser poster của phim, ngoài hai cái tên nữ diễn viên quen thuộc như Khả Như, Maya, còn có sự xuất hiện của một cái tên nữ hết sức đặc biệt khác, Jessica Hoàng Anh. Thế nhưng vai trò của nữ diễn viên mới này lại hoàn toàn được giấu nhẹ. Theo nhà sản xuất, Jessica Hoàng Anh chính là một trong các át chủ bài của bộ phim. Phim có sự tham gia của dàn sao Việt, Ngô Kiến Huy, Jessica Hoàng Anh, Maya, Khả Như, Hứa Vĩ Văn. Hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn thú vị